Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Lý Thùy Trang dành trọn cuối tuần để nghỉ dưỡng tại một dì rọt cao cấp. Cô cùng nhóm bạn chọn trang phục đồng điệu, khoe dáng trước biển. Nữ doanh nhân chính ít sở hữu làn da trắng sáng, gương mặt đẹp và nụ cười dạng người thường trực. Cô được nhận xét ngày càng quyến rũ nhờ viên mãn trong chuyện tình cảm với chồng sắp cưới là diễn viên Chi Bảo. Lý Thùy Trang mặc đầm màu huyết dụ trong khi những người bạn của cô chọn sắc hồng, trắng cả bốn người có chiều cao đồng đều, cùng sở hữu gu thời trang nữ tính. Vợ tương lai của Chi Bảo dành cử chỉ ân cần cho một người bạn. Cô được nhận xét là mẫu phụ nữ khéo léo, tinh tế, thích quan tâm và chăm sóc người khác. Lý Thùy Trang chia sẻ, phương châm sống của cô là, luôn nở nụ cười và nhìn cuộc sống bằng suy nghĩ tích cực, đó là liệu pháp tốt nhất để tâm luôn vui, sẵn sàng đối mặt thử thách. Bởi vậy, Cô luôn tươi tắn mọi lúc chứ không chỉ trong các khung hình hay khi xuất hiện trước khán giả. Hội bạn của Lý Thùy Trang thư giãn, chụp ảnh bên hồ bơi vô cực và thưởng thức tiệc trà trên không gian đặc biệt nhô thẳng ra biển. Chi Bảo luôn đồng hành bạn gái trong mọi hoạt động, đặc biệt là sau khi họ chính thức gắn bó. Nam diễn viên tự hào và hãnh diện vì có người yêu trẻ, đẹp và giỏi trang. Cặp đôi đăng ký kết hôn hôm 10 tháng 3. Vì Covid, 19 đám cưới của họ chưa thể diễn ra nhưng đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè. Chi bảo, Lý Thùy Trang trải qua hai năm hẹn hò trước khi về một nhà. Cả hai có chung nhiều sở thích, quan điểm sống và hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như công việc. Lam Trà